Hello cả nhà hello, welcome back Dung Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Người ta thì breaking news, còn em thì breaking update. Breaking update của tình hình cây bưởi da xanh ruột đỏ. Cảm ơn quý vị ủng hộ Dung Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa nha. Cái cây da xanh ruột đỏ nó lợi hại là chỗ này. Thành thử nó có nhiều cái đề tài mà để mình nói. Cái clip này nó ngắn thôi, nhưng mà phải cập nhật mới được, là tại vì nó ngắn và nó rất là quan trọng. Sở dĩ cái clip này có đó là em muốn giải thích cho quý vị biết được thật sự, tại vì em có gọi chuyên gia rồi, em có gọi người quê ở Bến Tre rồi và dựa, thì là mình mới find out được cái cây bưởi vỏ xanh ruột đỏ này khi non cái ruột nó đỏ hay là trắng hay là hồng. Thì đây là cái cây mà em cắt ra này. Nó chỉ có khi mình cắt ra đó, nó chỉ có hồng ở cặp mé thôi, thì nó đã hồng thôi, nhưng không có nghĩa là nó phải đỏ giống như mình nói. Thành thử quý vị phải để ý cái đó. Khi trái non nó chỉ có màu hồng cặp mé nhỏ này thôi, cặp mé này, khi mà nó ôm nước rồi, nó ôm mọng rồi đó, nó ra nước đó, rồi nó mới ra hồng đỏ, là đỏ đó. Thì để cho nó trắng đen rõ ràng đó quý vị, thành thử về nhà mình thấy cái trái này đây nè, hiện tại giờ em có con trái, mà nếu về nó rủi nó có rụng, hoặc là mình hái non đó mà mình cắt nó ra, mà khi mình thấy trắng như vậy á, bà con cô bác mình đừng có lo, nó không có, nó không phải lộn giống đâu, là tại giống em nói á, cái dựa của tụi em nó có khai xanh nó đàng hoàng. Thành thử quý vị yên tâm đi, nó không thấy nó hồng rõ liền đàng hoàng là tại vì trái nó non. Thì các em muốn giải thích vậy, thì cái này nó cũng có nhiều cái chi tiết mà để cho mình biết được là bưởi da xanh ruột đỏ khi còn non nó sẽ trắng như vậy, mà thật sự không ai để ý được. Thành thử cái này nó cũng là vô tình, nhưng mà mình phát hiện được. Thành thử em sẽ cộng thêm một cái clip nhỏ của cái dựa người ta có nói. Rồi để em quay anh xem luôn nha. Cái giống bưởi này là bưởi da xanh ruột đỏ nè. Rồi để em vừa hái trên cây xuống luôn đó. Rồi để em xẻ cho mọi người. Này do trái còn nhỏ cho nên thứ nhất là nó không đỏ bằng trái lớn, là nuôi trong bầu cho nên không có nhiều dưỡng chất. Rồi để em xẻ cho anh xem. Đó, anh thấy ẩn ẩn đỏ không? Do nó còn nhỏ với lại không đủ dưỡng chất cho nên nó ra màu đỏ này. Đó, đó nó đỏ cái viền thôi, nó chỉ đỏ cái viền thôi chứ không có thể nào đỏ bằng cái cây mà được mình nuôi dưa, nuôi ổn định hơn, tại vì này lại nuôi trong bầu dưỡng chất rất là ít, với lại nó còn non nữa anh. Với lại đây em có cắt ra rồi nè, trái này rốt cuộc em phải cắt. Thì cái clip này để giải thích cho bà con mình hiểu được, thì cái tựa đề của nó là bưởi da xanh ruột đỏ khi còn non ruột đỏ hay là hồng hay là đỏ hay trắng. Nhiều người cứ mận tượng mình hiểu là tại vì khi nói đỏ thì người ta nghĩ nhỏ nó phải đỏ rồi lớn nó mới đỏ được, nó không phải vậy. Cái đặc biệt của cây bưởi da xanh ruột đỏ này thì nó sẽ là như vậy nếu trái nó còn non. Thứ hai nữa quý vị thấy không, cái chất dinh dưỡng của nó có giới hạn. Nó đỏ hồng hay đỏ tươi hay là nó ngon ngọt hay không, nó còn tùy thuộc vào những cái độ chất dinh dưỡng của nó nữa, là cái đó mình gọi là thổ nhưỡng đó. Cái bầu thì nó rất là nhỏ, nhưng mà sau này quý vị sẽ trồng nó xuống đất, xong rồi đủ dinh dưỡng thì nó sẽ ra cái ruột hồng đỏ giống như mình muốn. Thứ nhất, thứ hai nữa, em nghe cho hiểu hiệu kali, thì trong tương lai người ta có nói là trồng lâu ngày nó sẽ ra là da không phải xanh nữa, mở ra màu hồng. Cái đó là tùy thuộc vào cái thổ nhưỡng thôi, cái điều kiện phân bón mà mình chăm sóc nó không đúng thì nó sẽ bị lai đi, nó lai thì đó là do cái mình chăm sóc thôi, chứ quý vị đừng có nghĩ là nó sẽ biến dạng trở lại thành nguồn nguyên thủy của nó, không phải vậy đâu. Nó rửa da xanh là nó là bưởi da xanh, nhưng mà khi mình trồng nó đúng, phân nước đầy đủ thì nó vẫn giữ như cái nguyên tố của nó. Còn nó biến dạng là do cái điều kiện sống, thứ nhất, thứ hai nữa do cái môi trường rồi cộng với cái thổ nhưỡng, thì dĩ nhiên nó có thể thay đổi chút đỉnh, nhưng mà đó là những cái người ta nói ngoài lề thôi. Còn mình trồng mình hiểu, bón phân trúng, nước nhất nước như phân tam cần tứ giống nó đầy đủ hết thì nó ra được cái biên bản. Nhưng mà cái clip này để nói lại cho bà con biết lần nữa, thì bưởi đỏ, bưởi xanh, bưởi da xanh ruột đỏ khi non nó vẫn trắng, nhớ như vậy, nó hồng hồng trắng chứ không phải là đỏ đâu. Thành thử cái đó mình đừng có bi quan, mình đừng có lo lắng gì hết.
thì em cũng còn một mớ có giới hạn thôi, nếu bà con liên lạc. Thì bên cạnh đó, đó nói bưởi mà quên nói tới mận Sóc Trăng, thì em cũng có còn mớ ở đây nè. Mà quý vị nhớ là không có hàng nào nó giống hàng nào hết. Thường thường ở Mỹ thì tiền nào của nấy, thành thử anh em mình muốn có một cây có giá trị thì mình phải bỏ một ít tiền để mình có được những cái cây mà có giá trị trong cái vườn của mình. Thì cái đó là em nói chứ nhiều khi người ta có thể rẻ hơn nhưng mà ta thật sự người ta chưa chắc là nó đúng. Cái mà em nói ở đây, tụi em làm có uy tín và tụi em bán những cây giống nó có nguồn gốc đàng hoàng thì bà con cô bác mình cứ yên tâm. Xài những cái cây giống mà xuất xứ từ chỗ của em bán, em ráng bảo hành cho quý vị đừng lo. Ok, cái clip cập nhật rất là ngắn ngủi. Để cập nhật cái này em chưa thấy ai có để làm cái clip để cập nhật cái vụ này. Thành thử em thấy cái này cần thiết là em mới làm cái này. Thành thử cái này nó rất là quan trọng. Mà nếu quý vị có câu hỏi gì riêng đó, trực tiếp gọi cho em số điện thoại là 817-703-5883. Em đọc số điện thoại đó mà nhiều người nghe không được thì muốn cái gì gọi đi, nhờ nào cũng được hết, nhắn tin gọi. Rồi bên em có dựa để người ta gửi cây giống qua, người ta nói chuyện với mình, với có những cái chuyên viên mà gọi là chuyên nghiệp đó, người ta giải thích cho mình. Nếu mà có những câu hỏi nào mà em trả lời không được thì em sẽ nhờ những người đó, người ta có tư cách, có thể là mình nói chuyên nghiệp hơn em, thì giải thích. Thì cái clip này hôm nay thì đã giải thích như vậy. Thì hẹn là quý vị clip kế tiếp. Nếu mà có nó ra đỏ mà còn nhỏ thì là em cập nhật rồi. Nhưng mà thật là đó là như vậy. Ok, cảm ơn quý vị ủng hộ, tiếp tục ủng hộ channel của em nha. Em cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại cái video kế tiếp. Chào.